Tết tử con súp lăn 50 rồi con. 50 là máy kéo chừng 3-4 ngựa kéo được rồi. Đây hít thử hơi mạnh cỡ nào nha. Đang xài con Kuta đó, súp lăn 50. Ôi ơi, mạnh ghê ta. Để chi. Hơi mạnh ghê rồi con, chảy ra nhỏ rồi, hơi ghê không? Là súp lăn 50 nha. Thôi ghê thiệt. Đúng đó đó. Ghê thiệt. Ghê không? Đó, có chi tôm cá nha. À. Ghê thiệt. Đó, mà con về thổi rồi, ghê không? Đứng mạnh ghê không? Súp lăn 50. Thả luôn em. Rồi. Thôi mạnh ghê rồi con. Chạy ra nhỏ chơi thôi nha. Quá mạnh luôn trời. Nó chia thành nhiều dồi nhỏ. Ừ. Đó, cỡ đó rồi. Đó, cỡ đó đó. À, cái đó mà mạnh ghê rồi con. Nhãn này mạnh ghê thiệt. Mười bốn giòi phải không? 14 giòi. Sâu chút luôn cho thục hơi lên. Đó, đó xì tôm cá phải vậy đó. Này đang thử súp lăn 50 luôn nha. À, nó chạy tôm là chạy dĩ thôi. Ủa, có chi tôm cá rồi con. Súp lăn 50. Không, mình vô vô cái ống kia lại nha Hiệu à. Chứ không phải vô ống bự gì được. Ống nhỏ nữa. Thôi đó. Đã không? Đã không? Cái máy nhỏ được rồi, nó là có 5 ngựa, 6 ngựa chứ được rồi. Cái thiệt. Thôi bạn.